Rồi, chào tất cả các bạn quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay giới thiệu cho các bạn một chiếc xe hàng bãi mới về các bạn. Đó là chiếc xe cúp. Con này thì nó thuộc dạng 3 bánh chở hàng nha các bạn. Xe này thì còn nguyên zin 100%, chưa có qua sửa chữa hay bất cứ gì hết. Vừa rớt container xuống. Thì nói chung là nó sẽ có một số cái điểm xước xát nhẹ nhẹ nha các bạn, nhưng mà nó không có đáng kể đâu. Hôm nay chúng ta về giảm lại. Thì ở đây thì loại dòng xe này các bạn coi này, những chi tiết của nó là còn zin cứng 100%. Đây là cái bộ truyền động của nó. Thì anh em nào có nhu cầu về như những cái dòng này hay là đam mê sưu tầm gì đó thì có thể liên hệ mình nha. Mà giá thì mình đã công bố trực tiếp ở trên trước màn hình cho anh em xem rồi đó. Thì đây thì cái dòng này nó sử dụng động cơ 2 thì nha các bạn, 2 thì xăng pha nhớt. Thì xe này nó sẽ có một cái bình dầu, bình nhớt riêng và một cái bình xăng riêng. Anh em có thể coi. Thì kích thước của cái thì ở đằng sau này nó sẽ có một cái gọi là cái ba ga các bạn, cái bẩn để chúng ta chở hàng. Con này thì còn khá là mới, nó mới đi có được có 6.904 mấy cây các bạn, như là 6.900 xe dạng xe lướt thôi. Tất cả mọi chức năng như là báo xăng hay là đồng hồ công tơ gì là còn ngon lành hết, chưa có bị gì hết. Đó, đây chìa khóa mình còn được 2 chìa nha. Con này thì hàng bãi nó về nên nó còn sáng trưng. Khi đây là cái lẫy mà chúng ta khó, và khi chúng ta dựng chân trống lên chúng ta khó cái này lại. Đó. Khó là nó sẽ đứng cứng ngắc người như thế này. Còn nếu mà trước đó, còn khi đó nó đứng như thế này các bạn. Còn khi mà chúng ta chạy á, chúng ta mở hạ cái này xuống thì nó sẽ, hay các bạn coi, thì nó sẽ nghiêng ngả được này các bạn. Anh em coi này, đó. Thì cái này thì nó hay hơn. Đó, khi chúng ta cua ví dụ như xe ba bánh, những cái dòng xe ba bánh khác mà cua gấp rất là nguy hiểm các bạn. Nó sẽ bị lật, còn xe này nghiêng cua thoải mái các bạn, tại vì đằng sau nó đã có cái hệ thống truyền động như cầu vi sai các bạn. Đó. Còn hoặc là cái cơ chế mà nghiêng ngả như thế này thì chúng ta chạy cua thoải mái luôn, không có sợ mà nó lật bánh nha, nó dính bánh bên kia nha các bạn. Đó. Rồi, nó lướt nó. Thì con này thì nói chung là màu sơn là zin 100%, cái bản số này cho vui nha các bạn. Đó, cho đẹp thôi. Đó. Anh em nhìn cái hệ khung gầm cầu nó này. Đó. Nó truyền động, đây là xe tay ga nha, nhưng mà nó truyền động trực tiếp qua bánh luôn, nó có côn nha các bạn, chứ không phải là nó truyền Jaguar như những dòng xe tay ga thông thường. Đó. Bộ nhông nó còn 7 màu luôn nha các bạn, long lanh luôn. Thì con này nó sử dụng hai cái thắng bố hai bên, nó một lúc khó thắng thì nó sẽ thắng hai luôn hai bánh. Con số này cho vui thôi các bạn, lắng cho đẹp, chứ xe Nhật về thì không giấy nha các bạn, anh em lưu ý nha. Cái đây mà anh em nào mà quen thân thiết công an nữa hay mua về chơi chứ nó bắt luôn là nó giữ luôn chứ nó không có trả đâu nha các bạn. Nếu mà thân quen hay là chúng ta lo được giấy tờ thì chúng ta ta mua về xài. Đây là số máy này, nó 49cc, động cơ 49cc, động cơ 2 thì. Thì ưu điểm của động cơ 2 thì nó sinh công nhanh hơn, nó cho ra cái lực, mã lực cao hơn động cơ 4 thì cùng cái thông số xi lanh nha các bạn. Con này thì hiện tại thì mình sử dụng cái giò đạp nha bạn, bên đó chúng ta thấy cái giò đạp. Và nó muốn đề được thì chúng ta phải bỏ cho nó cái bình ắc quy, chứ nó hư bình rồi. Đây là bình xăng, mà chúng ta mở bình xăng. Bình xăng chỗ này. Còn cái khu vực phía sau cái giá chở hàng này đó là cái bình nhớt. Bình nhớt 2 thì á. Thì anh em đi xe thì lưu ý là nhớ cái khu này nha các bạn, quên là mệt lắm á. Xe thì mà quên nhớt là vứt luôn các bạn. Đây là cái bình nhớt, mình ước tính cái bình này thì khi chúng ta xài phải 10 bình xăng nó mới hết một bình nhớt như thế này. Còn đây là cái bộ e lấy gió này các bạn, nằm ở chỗ này rất là gọn gàng và có con ốc như thế này để chúng ta siết lại. Thì cái ba ga nó này chúng ta bỏ được một cái giỏ hàng hay là chất đồ, chất đạc đi chợ đi đồ các bạn, hay là chúng ta chở những cái thùng giấy thùng đồ á. Sơn thì nó sẽ có một xíu giật giạt nha bạn. Đây trong đây là dùng Guro up này, cái tem Nhật còn zin luôn. Xe này zin cứng 100% nguyên con nha các bạn, chưa có sửa chữa hay bất cứ một thay thế phụ tùng gì cả, mà cái đồ này thì cũng chẳng có phụ tùng để thay thế các bạn. Đây là nắp xi nhan, đây là đèn pha, pha thì bóng sợi tóc nha bạn, bóng sợi đốt chứ cũng chưa có led đâu. Vũ Honda bánh này thì nó sử dụng cái hệ thống phục nhúng, nó là nhúng giò gà nha các bạn, nó như những chiếc Rea đó, nếu anh em đã biết dòng Rea
Đây là cái chỗ mà nó bị hơi dơ nè các bạn, nó bị trầy. Cái này thì chúng ta về đem ra thợ sơn, người ta sẽ pha cái màu y xì vậy, người ta sơn là một tí thôi. Xi nhan, xi đồ hay đèn hậu rồi là zin 100% hết. Thì cái này thì nó sẽ có cái số ký quy định chở nha bạn, hình như là chở được khoảng 250 ký. Ổ khóa này thì con này thì hiện tại nó đang hết bình nhưng chúng ta không có đề được nha bạn, đề thì nó không nổ đâu, đang hết bình. Anh em về mua cho nó các bình ắc quy nha. Nói chung là xe nó còn đẹp nhưng mà nó nằm quá lâu ở ngoài ngoài bãi thì ắc quy nó hư hết rồi. Tiếng nổ nó thì rất là êm nha các bạn, cực kỳ êm luôn. Mọi thứ là chuẩn chỉnh. Bánh là anh em coi như cái lốp này, cái lốp cái sâm nó còn gai góc đầy đủ luôn các bạn. Tại vì một chiếc xe mà mới chạy có 7.000 cây thì nó như là xe mới các bạn, hàng siêu lướt mà. Cái này mà chúng ta nếu mà không chơi hàng uống cà phê đồ cũng không đủ hàng các bạn. Ở Việt Nam mình chắc khoảng được 4-5 chiếc như thế này thôi. Nếu mà con này mà nếu anh em lo được giấy tờ ra chắc nó phải ngoài 100 triệu. Rất là khó nha bạn. Dòng xe Nhật bãi về mà đặc biệt là xe 2 tỷ nữa thì giấy tờ nó khó lắm. Nhưng con này mình đang bán với giá là 40 triệu là bao ship luôn cho các bạn. Đây các bạn, mình chạy cho các bạn coi nè. Anh em coi mình lạng lách này các bạn. Khi lạng lách anh em để ý mình nghiêng qua đó. Đó. Nếu mà chiếc xe ba bánh chúng ta chế bình thường không có cái hệ thống mà nghiêng ngã như vậy thì chắc chắn nó sẽ lật, nó dính cái bánh kia lên nha các bạn. Con này chạy thoải mái luôn các bạn. Con này mà đi uống cà phê thì hết bài luôn các bạn. Thế mà mình nghiêng ngã các kiểu nó